Đây là hình ảnh của chị Phương trước khi cấy collagen bên em. Lúc này tình trạng da của chị gặp phải là nám đang lan rộng ở hai bên má và phần trán luôn. Ngoài ra thì da của chị rất là khô và sần sùi. Có thể nói là gương mặt của chị gặp rất nhiều khuyết điểm lớn, ảnh hưởng tới diện mạo và khiến gương mặt của chị bị tối, trông rất là kém sắc nha. Sau khi thăm khám thì bác sĩ có nêu nguyên nhân của chị là do càng lớn tuổi, cơ thể càng ít sản sinh collagen nên là khi chị không chú ý bổ sung kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng bị thiếu hụt collagen trên da rất là trầm trọng, khiến da hình thành nhiều khuyết điểm. Nhưng đây mọi người có thể thấy được sự thay đổi lột xác của chị nha. Sau 3 buổi cấy collagen em thấy da của chị thay đổi rất là nhiều, không biết là cảm nhận của chị như thế nào chị ha? Cái vấn đề lớn nhất của chị á là nám. Thì bây giờ nó đã bay sạch, không còn một vết tích gì hết. Và thay vào đó bây giờ chị cảm thấy cái làn da của chị nó rất là căng và đều màu rồi. Nó rất là mềm mịn chứ không còn như lúc trước nữa. Lúc trước thì hai bên má của chị là một cái mảng nám rất là to, và làm cho cái da mặt của chị nó sạm màu xuống. Và da thì nó rất là khô, nó không có được mềm mịn và bóng mượt như bây giờ. Thì bây giờ ở nhà là nhiều lúc chị soi gương chị cứ cười hoài một mình luôn em. Dạ, kiểu như là bây giờ da đẹp rồi nên là mình soi gương mình cũng thấy thích hơn đúng không chị? Mà cho em hỏi này, lúc mà tình trạng nám của mình bị nhiều như vậy á thì chị có gặp những cái khó khăn gì không chị ha? Thực ra lúc trước nếu mà hai vợ chồng chị mà không xảy ra chuyện á thì chắc chắn là chị vẫn giữ cái làn da mà nám sạm xấu xí cho tới cái thời điểm bây giờ. Lúc đó thì chồng chị hay đi công tác xa. Ở nhà thì có mình chị là chăm sóc nhà cửa nè, và chị còn phải làm việc trong công ty nữa. Tối về thì phải chăm sóc con cái, cho nên là không có thời gian mà chăm sóc cho mặt hay là chăm sóc cho cơ thể của mình. Thì chồng của chị thì là càng ngày các cái cuộc gọi của anh á, gọi về thì càng ngày càng thưa thớt ra và không có dày như lúc trước nữa. Nhưng mà khi mà gọi về thì thay vì là chị nghĩ là sẽ hỏi thăm vợ này nọ kia, nhưng mà không, anh gọi về anh nhìn chị giống như là anh nói là sao dạo này nhìn em tàn tạ quá vậy, sao nhìn em lụm thuộm quá vậy, em không giống như người ta. Đó, cho nên lúc đó chị cảm thấy rất là tổn thương, tại vì là chị không thích cái sự so sánh đó, cho nên là mình cảm thấy rất là tổn thương. Nhưng mà cái điều mà xảy ra đỉnh điểm đối với chị nhất là khi mà anh đi ra ngoài anh công tác, anh có người thứ ba. Đó là một cái cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của chị. Và lúc đó chị đã bị sốc và chị nghĩ rằng là chị phải thay đổi bản thân của mình và chị phải yêu bản thân mình hơn, ngưng hy sinh lại. Dạ, thì thực sự khi mà nghe chị tâm sự như thế này em cũng rất là đồng cảm và thấy thương cho chị rất là nhiều. Và đúng như phụ nữ của mình vừa phải dành thời gian chăm sóc cho gia đình này, cho con cái, nhưng mà mình cũng phải dành thời gian để chăm sóc cho bản thân. Như là chị đã rất là may mắn bởi vì mình cũng đã nhìn nhận ra được điều đó, để bây giờ mình thay đổi bản thân mình, để mình thấy là mình xinh đẹp hơn, mình tự tin hơn. Đúng rồi em, tại vì cái thời điểm đó là da của chị rất là xấu và nó không có được như bây giờ đâu. Tại vì là lúc đó thì khi mà chị đi ra ngoài và chị phải make up, rồi chị phải đeo khẩu trang các thứ này nọ, và chị giao tiếp với mọi người cũng không có tự tin. Đó, thì cái thời điểm đó thật sự đối với chị là một cái khủng hoảng. Thì là sau đó thì chị biết đến bên em á, thì chị đã tìm hiểu một thời gian và chị đã tới tư vấn và quyết định mà chị làm luôn. Thì bây giờ á, làn da của chị đã thật sự là đã đẹp lên rồi và chị rất là tự tin. Và khi giao tiếp với mọi người thì tất cả mọi thứ xung quanh của chị là đang ngày càng tốt đẹp hơn và chị rất là hài lòng với cuộc sống của chị bây giờ. Dạ, được vậy thì em cũng chúc mừng cho chị nha. Em cũng thật sự là hạnh phúc lây cho chị á. Đúng là khi phụ nữ mình sẽ đẹp hơn, tự tin hơn thì mọi điều trong cuộc sống cũng sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn chị ha. Mà em dặn nè, về nhà thì chị nhớ chăm sóc bảo vệ làn da của mình chị nhé. Chú trọng dưỡng ẩm hơn, cũng như là mình che chắn cẩn thận khi đi ra ngoài nắng để da được bảo vệ một cách là tốt nhất và ngày càng đẹp hơn chị nha. Ok, chị nhớ rồi nè em. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Cảm ơn em.